tư duy làm giàu trong bối cảnh xã hội việt nam trong xã hội việt nam hiện đại tư duy làm giàu đang trở thành một xu hướng phổ biến đây không chỉ là một khái niệm kinh tế mà còn là một phần của văn hóa và tư duy xã hội việc làm giàu không chỉ đơn thuần là việc tăng lượng tài sản cá nhân mà còn liên quan đến việc tạo ra giá trị cho cộng đồng và xã hội điều này đòi hỏi một tư duy chiến lược sáng tạo và bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập tư duy làm giàu càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với người dân việt nam tư duy làm giàu khái niệm tư duy làm giàu không chỉ đơn thuần là mong muốn kiếm được nhiều tiền đó là quá trình tìm hiểu nắm bắt cơ hội và áp dụng các chiến lược kinh doanh hiệu quả để tạo ra sự giàu có bền vững tư duy làm giàu đòi hỏi sự nhận biết rõ ràng về mục tiêu định hướng rõ ràng và quyết tâm để theo đuổi mục tiêu đó nó bao gồm việc phát triển một tư duy tích cực một tâm lý mạnh mẽ và một niềm tin vững chắc vào khả năng của bản thân để đạt được thành công ngoài ra tư duy làm giàu cũng liên quan đến việc hiểu rõ về quản lý tài chính đầu tư và các nguyên tắc kinh doanh cơ bản điều này bao gồm việc hiểu biết về cách tạo ra thu nhập làm cho tiền của mình làm việc và bảo vệ tài sản của mình cuối cùng tư duy làm giàu cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất quán và sự chấp nhận rủi ro sự giàu có không thể tạo ra qua đêm và nó thường đòi hỏi nhiều nỗ lực thời gian và sự chấp nhận rủi ro tư duy làm giàu trong xã hội việt nam trong xã hội việt nam tư duy làm giàu đang dần được chấp nhận và khuyến khích điều này phản ánh sự thay đổi trong tư duy kinh tế của người dân từ việc chủ yếu tập trung vào việc kiếm sống hàng ngày đến việc tìm kiếm cơ hội để tạo ra sự giàu có bền vững tuy nhiên cũng có những thách thức và rủi ro liên quan một số thách thức bao gồm việc thiếu hiểu biết về quản lý tài chính, thiếu kỹ năng kinh doanh và khả năng tiếp cận với nguồn vốn. Ngoài ra, việc tập trung quá mức vào việc làm giàu có thể dẫn đến sự mất cân đối trong cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe và mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính sách của chính phủ và sự phát triển của hệ thống giáo dục, người dân Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội để phát triển tư duy làm giàu và tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ. Cơ hội việt nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đang mở ra nhiều cơ hội cho những người có tư duy làm giàu dưới đây là một số cơ hội tiêu biểu một thị trường tiềm năng với dân số đông đảo và thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng việt nam là một thị trường tiềm năng cho nhiều ngành công nghiệp hai chính sách ưu đãi chính phủ việt nam đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi để khuyến khích đầu tư và khởi nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm giàu ba hội nhập quốc tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, mở ra cơ hội hợp tác và đầu tư quốc tế. 4. Công nghệ và đổi mới, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin đã tạo ra nhiều cơ hội mới trong lĩnh vực kinh doanh trực tuyến, fintech, AI và nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, để tận dụng tốt nhất những cơ hội này, người dân Việt Nam cần phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết, đồng thời phải có tư duy chiến lược và sáng tạo. Đây là một ví dụ về chiến lược kinh doanh hiệu quả. Chiến lược kinh doanh của Amazon Amazon, một trong những công ty lớn nhất thế giới, đã áp dụng một chiến lược kinh doanh rất hiệu quả để trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến. Chiến lược này bao gồm một Tập trung vào khách hàng Amazon luôn đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi quyết định kinh doanh của mình. Họ liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 2. Đầu tư vào công nghệ, Amazon đã đầu tư nhiều vào công nghệ để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Họ đã phát triển các công nghệ như gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi mua sắm của khách hàng, giao hàng nhanh chóng thông qua Amazon Prime và hệ thống kho hàng tự động hóa. 3. Mở rộng danh mục sản phẩm, Amazon không chỉ bán sách mà còn bán hầu hết mọi thứ từ đồ điện tử, thực phẩm đến dịch vụ phát trực tuyến. Việc mở rộng danh mục sản phẩm giúp Amazon thu hút một lượng lớn khách hàng với nhu cầu đa dạng. 4. Phát triển hệ sinh thái, Amazon đã xây dựng một hệ sinh thái bao gồm các dịch vụ như Amazon Prime, Amazon Music và Amazon Web Services. Hệ sinh thái này không chỉ tạo ra doanh thu mà còn giữ chân khách hàng và tăng cường sự trung thành của họ. Chiến lược này đã giúp Amazon trở thành một trong những công ty lớn nhất và thành công nhất thế giới. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp sẽ cần phát triển chiến lược kinh doanh phù hợp với mô hình kinh doanh ngành công nghiệp và thị trường cụ thể của mình thách thức tuy nhiên tư duy làm giàu cũng đặt ra những thách thức một trong số đó là việc đảm bảo rằng sự giàu có được tạo ra một cách công bằng và bền vững một công bằng việc làm giàu cần phải dựa trên cơ sở công bằng đảm bảo rằng mọi người đều có cơ hội để thành công điều này đòi hỏi một hệ thống giáo dục chất lượng cơ hội việc làm công bằng và một môi trường kinh doanh trong sáng. 2. Bền vững, sự giàu có không chỉ cần được tạo ra mà còn cần được duy trì lâu dài. Điều này đòi hỏi một chiến lược kinh doanh bền vững, không chỉ tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn mà còn xem xét đến tác động lâu dài đối với môi trường và xã hội. 3. Thách thức về quản lý, việc quản lý tài chính và nguồn lực một cách hiệu quả là một thách thức lớn. Nhiều người có thể kiếm được tiền nhưng không phải ai cũng biết cách quản lý và tăng vốn của mình một cách hiệu quả bốn thách thức về tư duy đôi khi những người có tư duy làm giàu cũng phải đối mặt với những thách thức về tư duy họ cần phải luôn sáng tạo linh hoạt và sẵn lòng thay đổi để thích nghi với thị trường và cơ hội mới để vượt qua những thách thức này người dân việt nam cần phải trang bị cho mình kiến thức và kỹ năng cần thiết đồng thời phải có tư duy chiến lược và sáng tạo dưới đây là một số rủi ro có thể gặp phải khi áp dụng tư duy làm giàu. Một Rủi ro tài chính, việc đầu tư vào các dự án kinh doanh luôn tiềm ẩn rủi ro về tài chính. Nếu dự án thất bại, bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. 2. Rủi ro thị trường, thị trường luôn thay đổi và không thể dự đoán chính xác. Giá cả, nhu cầu và xu hướng có thể thay đổi nhanh chóng, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. 3. Rủi ro pháp lý, việc không hiểu rõ về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể dẫn đến các vấn đề pháp lý và tài chính. 4. Rủi ro quản lý, quản lý một doanh nghiệp đòi hỏi kỹ năng và kiến thức chuyên môn. Nếu quản lý không hiệu quả, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn. 5. Rủi ro về sức khỏe và mối quan hệ, việc tập trung quá mức vào việc làm giàu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và mối quan hệ cá nhân. Để giảm thiểu những rủi ro này, quan trọng là phải có kế hoạch kỹ lưỡng hiểu rõ về thị trường và quy định pháp lý, và duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sách Bút Bi Có bao nhiêu người Việt Nam đang sống trong cảnh nghèo khổ? Theo báo cáo từ Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam đã giảm đáng kể, từ 20,7% vào năm 2010 xuống còn ước tính 5,9% vào năm một 20 Tuy nhiên, vào năm 2022, Tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam được ghi nhận là khoảng 4,22. Điều này cho thấy rằng, mặc dù Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc trong việc giảm nghèo, nhưng vẫn còn một số lượng không nhỏ người dân đang sống trong cảnh nghèo khổ. Những giá trị mà tư duy làm giàu mang lại cho xã hội. Tư duy làm giàu không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân, mà còn tạo ra nhiều giá trị cho xã hội. Một, tạo việc làm. Khi một doanh nghiệp phát triển và mở rộng, nó tạo ra nhiều cơ hội việc làm giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp và cải thiện chất lượng cuộc sống cho nhiều người. 2. Đóng góp vào nền kinh tế, doanh nghiệp thành công không chỉ tạo ra lợi nhuận cho chính họ mà còn đóng góp vào GDP của quốc gia thông qua thuế và các khoản đầu tư khác. 3. Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, tư duy làm giàu thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo, tạo ra sản phẩm và dịch vụ mới, cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường năng suất. 4. Xây dựng cộng đồng nhiều doanh nghiệp cũng đóng góp vào cộng đồng thông qua các chương trình từ thiện và tài trợ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người kém may mắn hơn năm giáo dục và đào tạo doanh nghiệp thường đầu tư vào đào tạo và phát triển nhân sự giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức cho người lao động tuy nhiên quan trọng là phải đảm bảo rằng sự giàu có được tạo ra một cách công bằng và bền vững điều này đòi hỏi một hệ thống giáo dục chất lượng cơ hội việc làm công bằng và một môi trường kinh doanh trong sáng. Sách bút bi. Kết luận. Tư duy làm giàu là một phần quan trọng của xã hội Việt Nam hiện đại. Để tận dụng tốt nhất những cơ hội này, cần phải hiểu rõ về tư duy làm giàu và cách thức để áp dụng nó một cách hiệu quả và bền vững. Hiểu biết về tư duy làm giàu không chỉ giúp chúng ta tạo ra sự giàu có cho bản thân, mà còn giúp chúng ta đóng góp vào sự phát triển của xã hội bằng cách áp dụng tư duy làm giàu một cách thông minh và có trách nhiệm chúng ta có thể tạo ra một tương lai giàu có và bền vững cho cả cá nhân và cộng đồng tuy nhiên việc làm giàu không chỉ đơn thuần là việc tăng lượng tài sản cá nhân đó còn là quá trình tạo ra giá trị cho cộng đồng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại cuối cùng chúng ta cần nhớ rằng mặc dù tư duy làm giàu quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là phải biết cách tận hưởng và chia sẻ sự giàu có mà chúng ta đã tạo ra